Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoa luôn nhá. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em có thanh lý được 4 đôi của loa thương hiệu CIF. Đấy, thực ra cái tên thương hiệu là người ta gắn thẻ gắn thôi. Còn nó tất cả sử dụng là của bác của chép của Trung Quốc. Thì ngày hôm nay rất mong video các bác ủng hộ xin một like. Đặc biệt các bác, cái giá ngày hôm nay các bác cực kỳ ngỡ ngàng luôn. Giá hôm nay sẽ bao giá công khai cho các bác, không bao ship để cho các bác cận kề luôn. Ok chưa? Đây, hiện tại loa thì em đang tháo ở đây. Đây là một cái mẫu tem của CIF rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Còn đây là tất nhiên là hàng người ta sẽ đặt tên riêng rồi các bác nhá. Còn đây, nội thất chi tiết. Đây là sử dụng 1 bát 30. 1 bát 30 gân vải tầm dầu, 2 gân xếp. Ok chưa? Đó. Thì con này chất lượng hay không so với giá tiền thì em sẽ báo giá các bác nghe rõ này. Đây là một con bát, bát 30, côn 76 các bác nhá, côn 76. Đấy, côn rất to luôn, côn 76 từ 170 từ trắng. Ok chưa? Từ xịn trắng luôn, bán bát Trung Quốc rồi. Từ trắng luôn các bác nhá. Còn hay hay không ấy các bác phải nhìn vào cái từ các bác nhá, không phải từ đen đâu. Còn chép thì sử dụng chép là côn 44, chép của Trung Quốc. Đấy, ok chưa? Phễu tiếp đây. Ok chưa? Phễu tiếp đây. Phễu tiếp rất đẹp luôn. Và phần nội thất bên trong thì nó sử dụng là bung tự âm của màu lông chuột. Đấy. Và gì ạ? Phần tần của nó sử dụng là phần tần rất to luôn, bằng găng tay luôn. Ok chưa nào? Đây là một mức giá em đã báo giá tất cả các bác rồi. Các bác nhá. Nên ngày hôm nay số lượng em chỉ có 4 đôi thôi. 4 đôi thôi. Con này công suất của nó thì đáp ứng nó phải tầm cỡ 4 đến 500W. Đấy, từ trắng, các bác nhìn nội thất chất lượng hay không thôi, phải nhìn vào từ nhá. Lỗ thông hơi rất to luôn. Và em sẽ test video cho các bác xong rồi báo giá nhá. Test video cho các bác nhá. Đây. Hiện tại em đang đấu có 1 đô la sẽ ép đây. Đây. Đẹp quá hay luôn. Cùng sơn nữ xin lòng thắm trao. Đặc biệt ngày nay có một giá rất ưu đãi cho tất cả bác luôn. Các bác trên thị trường thì bây giờ hiện tại có rất nhiều anh em bán những dòng loa, ví dụ như là dòng loa anh em tự đặt tên, đúng không ạ? Rất nhiều dòng loa tự đặt tên mà anh em có những dòng loa rẻ tiền mà đắt tiền có, trung bình có. Tại vì sao có những bác mua đôi loa phun 30 nó chỉ tầm 1,9-2 triệu thôi. Nhưng mà thưa với tất cả các bác là ra là nội thất và bát tép, nội thất làm sao được như này được, không bao giờ có các bác nhá. Đó là hàng dự. Còn tất nhiên đây vẫn là hàng dự, nhưng mà nó là hàng chất lượng. Nên các bác chất lượng hay không thì đừng bác nào hỏi em là giá tiền đấy là loa có xịn hay không, thì các bác phải đánh giá, em cho các bác tự đánh giá vào luôn, tự củ bát, củ chép, phân tần, driver. Ok chưa? Sử dụng một bát 30 côn 76 từ 170 từ trắng các bác nhá. Đấy. Và chép côn 44. Và ngày hôm nay em sẽ báo giá trực tiếp cho tất cả bác luôn. Em có 4 đôi duy nhất thôi. Giá 3.100.000 là chưa có phí vận chuyển các bác nhá. 3.100.000 chưa có phí vận chuyển. Đấy, phí các bác vận chuyển các bác tự giả phí cho dễ. Giá đây là giá em bán giá cận kề nhất các bác rồi. Còn những đơn vị nào bán loa rẻ các bác nhá, loa rẻ các bác phải nhìn vào thực tế nội thất, phải giới thiệu chi tiết anh em này này. Tất nhiên nó là hàng đặt tên, hàng lắp ráp đặt tên. Nhưng các bác nên nhớ rằng đây là bát, củ bát nó khác và củ chép nó khác các bác nhá. Đấy. Nó phải tùy vào chất lượng. Đây em báo giá 3.100.000 là chưa có phí vận chuyển, các bác tự giả phí nhá. Các bác chốt loa, số lượng chỉ 4 đôi. Đây là cơ hội các bác mua những đôi loa giá cực kỳ hợp lý và chơi không hay. Em cam kết các bác về, các bác loa về đánh không hay các bác giả về cho em luôn. Ok chưa? Loa không hay các bác giả về cho em luôn. Đây là loa còn nguyên hộp xốp luôn các bác nhá. Còn nguyên hộp xốp luôn. Bởi vì em thanh lý được thì em nên làm video cho tất cả các bác với mức giá hợp lý. Em khẳng định tất cả các bác trong tầm giá tiền 3.100.000, em báo giá là giá công khai luôn, giá chưa có phí vận chuyển nhá. Còn nếu bác nào muốn bao ship thì cộng thêm 2-300.000 nữa. Đấy, đây là em báo giá trực tiếp luôn là 3.100.000 chưa có phí vận chuyển. Bác nào chốt loa này, các bác ghi là chốt loa CIF hoặc nhắn tin gọi điện cho em. Đấy, màu lông chuột của nó đã khác rồi chứ không phải là cái bông mút kia đâu các nhá. Đấy, phân tần từ của chép 44 của bác. Ok chưa? Rồi, che lại các bác một tí nữa này. Tiếng quá hay luôn. Dấu mùa trời còn làm mới
tiếng rất hay luôn các bạn nhá. So với tầm tiền thì nó là quá ok rồi. Cây cô mẹ đuôi mái lá nghèo cũng đừng dỗ. Đấy, số lượng em thanh lý được 4 đôi thôi. Đấy, bác nào mua thì nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. 0352 9109. Với mức giá thành em nhắc lại là 3.100.000, chưa có phí vận chuyển, 3.100.000 không bao ship. Một mức giá. Còn chất lượng hay không và nó có hay hay không, chất lượng không thì các bác phải nhìn vào củ bát nhá. Củ bát driver và driver phân tần từ cái bông tươm nó khác rồi. Ok. Và đừng bác nào hỏi em là sao loa này loa rẻ rồi thế nọ thế kia. Đấy là tùy các bác đánh giá nhá. Còn đây là loa em thanh lý được giá rẻ, em sẽ bán rẻ quá. Nhưng rẻ em nhìn vào củ bát và chất lượng em đánh thực tế các bác nghe nó đã khác nhau rồi. Chất lượng hay không về các bác, không hay về các bác giả giúp em luôn. Ok chưa? Xin chào tất cả các bác nhá.